Và Hồng Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7 vào buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thông tin về một số sản phẩm mới rất hữu ích cùng với những hoạt động văn hóa nghệ thuật giàu ý nghĩa sẽ là nội dung chính trong chương trình hôm nay. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Trong năm học 2020-2021 sắp tới, học sinh lớp 1 tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam sẽ được học theo bộ sách giáo khoa mới. Đây là lần đầu tiên một chương trình học có đến 5 bộ sách giáo khoa do mỗi trường tiểu học tự lựa chọn. Theo đó, bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do chính các trường tiểu học lựa chọn. Lần đầu tiên chương trình học lớp 1 có đến 5 bộ sách giáo khoa, trong đó 80% các trường ở Thành phố Hồ Chí Minh chọn bộ sách Chân trời sáng tạo. Để chuẩn bị cho năm học mới, các trường đã công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng và niêm yết tại trường, đồng thời đưa sách về trường để phụ huynh chọn mua. Một số trường chọn sách giáo khoa trong số 4 bộ còn lại hoặc chọn sách từng môn của mỗi bộ. Việc đưa vào 5 bộ sách giáo khoa mới được nhận định là một hình thức xã hội hóa, chống độc quyền trong phát hành sách giáo khoa, sách không còn được trợ giá. Nhờ vậy sách được nhiều phụ huynh giáo viên đánh giá chất lượng tốt, in ấn đẹp. Trong nhà sách thì họ hướng dẫn mình là họ nói là mình nên vào trong trường, có thể là trong trường sẽ chọn, tại vì năm nay là có 3 bộ sách khác nhau và mỗi trường có quyền chọn cái bộ sách mà mình để mình dạy cho học sinh, cho nên là mình phải vào trong trường để cho trường hướng dẫn mình mua, hoặc là ở trong trường cũng có bán cái bộ sách mà trường chọn. Đối tượng học sinh nghèo cận nghèo thì cái này cũng là cái quan tâm của thành phố, quan tâm. Và chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ có cái kiến nghị hoặc có những giải pháp. Thứ nhất là có thể những cái giải pháp đưa ra có thể ở các trường có những tủ sách dùng chung hoặc cho học sinh nghèo mượn sách. Nhưng bên cạnh chất lượng thì giá sách cũng đã tăng cao, trung bình khoảng 300.000 đồng một bộ, tức là cao gấp 3 lần bộ sách giáo khoa hiện hành. Do đó, nhằm đảm bảo tất cả học sinh có sách giáo khoa để học tập, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên phương án hỗ trợ cho học sinh và trường học ở khu vực khó khăn. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh trên cả nước sẽ bắt đầu khai giảng năm học 2020-2021 vào ngày 5 tháng 9. Và hiện nay cũng là thời điểm gần đến Tết Trung thu, nên nhiều phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký cho trẻ tham gia vào các lớp học trải nghiệm làm bánh trước khi mùa hè kết thúc. Mỗi dịp đến Trung thu là trẻ em lại háo hức được rước đèn, phá cổ với ánh trăng. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội hiện đại đã khiến cho những hoạt động truyền thống trên cũng ít nhiều bị mai một. Vì thế, để giúp trẻ hiểu hơn về ý nghĩa Tết đoàn viên, cũng như để con có những trải nghiệm hè thú vị, các lớp học làm bánh Trung thu dành cho bé đã ra đời và được nhiều phụ huynh quan tâm. Thậm chí, có những phụ huynh tại các tỉnh xa vẫn đưa con đến Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lớp học. Em cảm nhận thì buổi học mang rất là nhiều cái giá trị tinh thần cho các bé. Bên cạnh ngoài việc có thể trải nghiệm tự tay làm ra chiếc bánh Trung thu, thì các bé có thể hiểu thêm được về nguồn gốc cũng như giá trị tròn đầy của chiếc bánh. Với cái chương trình này thì bên mình xây dựng là nhằm cho các bé có thêm những cái hoạt động trong các ngày lễ cuối tuần, ngày cuối tuần hoặc là những cái dịp hè, nhằm cho các bé có cái cơ hội để trải nghiệm cũng như là tự tay mình làm một cái bánh mang về thì các bé rất là vui. Tại lớp học, sau khi được vệ sinh tay sạch sẽ, các bé sẽ lần lượt được học cách nhào bột, nặn nhân cũng như tạo hình bánh Trung thu và nướng bánh cùng giáo viên hướng dẫn. Không chỉ được học cách nhận biết nguyên liệu và cách làm bánh cơ bản, các bé còn được trò chuyện, trao đổi với giáo viên về ngày Tết Trung thu và thưởng thức chiếc bánh do chính mình làm ra. Các lớp học như trên thường diễn ra vào các ngày cuối tuần và được thiết kế phù hợp cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi. Thưa quý vị, nhằm thực hiện chủ trương vừa phòng chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế, đồng thời tạo ra các điểm đến thú vị cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi động lại chương trình kích cầu du lịch với hàng loạt chương trình ưu đãi. Theo đó, các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu áp dụng dành cho gia đình, nhóm khách với gói du lịch ngắn ngày hoặc những dịch vụ trong nội ô Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận. Toàn bộ sản phẩm và dịch vụ du lịch sẽ đều được đảm bảo vệ sinh phòng dịch cho du khách. Có thể kể đến như những chương trình du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh như tham quan thành phố bằng xe ô tô 2 tầng, hop on hop off với nhiều dịch vụ tiện ích. Bên cạnh đó, một số hoạt động tham quan thành phố như du ngoạn bằng thuyền chèo trên Nhiêu Lộc Thị Nghè hay tham quan tòa nhà Vitexco cũng sẽ được giảm giá 50% trong ngày 2 tháng 9, chỉ còn từ 65.000
cho đến 100.000 đồng một vé. Ngoài ra, những tour du lịch sinh thái đến các điểm di tích lịch sử như địa đạo Củ Chi, chiến khu rừng sát Cần Giờ cũng sẽ được giảm giá 30% dành cho các ban ngành đoàn thể đến tham quan theo đoàn có giấy giới thiệu với số lượng khách từ 10 người trở lên. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ tiện ích và giá cả phù hợp với du khách. Hiện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật chương trình mới của doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, ăn uống, vận chuyển tại website kichcaudulichthanhphohochiminh.vn. Thưa quý vị, nhằm góp phần tạo nên sự lan tỏa, đưa những giá trị nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, nghệ sĩ Huyền Linh, gương mặt gạo cội của nghệ thuật cải lương, đã lập một kênh YouTube để thực hiện dự án đặc biệt của mình. Kênh YouTube Nói Chuyện Cải Lương không chỉ là nơi để trò chuyện, chia sẻ, mà còn là một kho tàng tài liệu quý giá, dễ tiếp cận dành cho những quý vị khán giả nào muốn tìm hiểu về cải lương. Khởi động từ đầu năm 2020 đến nay, chương trình của nghệ sĩ cải lương Huyền Linh đã thực hiện được 15 tập. Mỗi tập là một câu chuyện xuyên suốt, thông tin chi tiết về nguồn gốc hình thành và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương. Nếu như sau này các bạn trẻ cùng cái niềm đam mê, thì đây cũng là một cái giai đoạn mà tiết kiệm thời gian cho các bạn rất nhiều, bởi vì Huyền Linh đã đọc sách giùm các bạn, đã nghiên cứu giùm các bạn, thì các bạn chỉ tiếp nối cái con đường mà Huyền Linh đã đi và nghiên cứu tìm thêm những gì mà Huyền Linh chưa tìm được. Không chỉ giúp cho khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ có thể hiểu và cảm nhận đúng về nghệ thuật cải lương Việt Nam, cùng chung tay quảng bá nét đẹp đặc sắc, độc đáo của văn hóa, nghệ thuật truyền thống các dân tộc Việt Nam, dự án Nói Chuyện Cải Lương còn là một kho tài liệu quý giá và hữu ích dành cho quý vị khán giả có niềm say mê đối với loại hình nghệ thuật âm nhạc truyền thống này. Cách chế biến món ăn vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua Gì Ở Đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ thì Phương Uyên cùng với Hồng Nhi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên kênh HTV7.